Anh ghi là những gì của em nói, em hy vọng anh ghi âm lại chuyển tới gia đình của bé Ngọc giùm em tí nha. Dạ. Dạ. Còn cái mà linh hồn của bé trần gian chúng sanh bá tánh, tin cũng được, không tin cũng được. Còn linh hồn của bé thì đã có trời cao kia sắp xếp rất là yên yên bề và yên vị của bé. Hầu hình như là đây là anh cũng tiết lộ một thiên cơ một chút, bé sẽ là trở thành một cái vị chánh thần ở nơi đó để trấn giữ cái sông đó nha anh nha. Và thần đồng 8 tuổi. Đây thì cũng là cái đẹp của bé, mọi người tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng mà bé rất là thương mấy em của bé. Sau này đủ duyên thì bé sẽ về hộ pháp và giúp đỡ cho gia đình được cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây là chân lý của trời đất. Ừ, thì linh hồn khi con người hồn lìa khỏi xác, linh hồn của họ phải biết tất tần tật mọi thứ chuyện thị phi nhân quả phước phước đức của họ, họ phải biết hết tất cả mọi thứ. Đây là cũng trời cao có sự sắp xếp, thì bé cũng đã liệt ban vào cõi người lành. Em nói đây là tới cõi người lành thôi, còn liệt ban vào chánh thần thì em phải còn một thời gian em mới biết được. Tạm thời em chỉ mà em được đã liệt cháu đã liệt ban vào cõi người lành và đang giữ chấn giữ cái sông đó nha nha, để hỗ trợ cho chúng sanh bá tánh. Thì bây giờ mấy người mà em nói anh nghe, mấy người bá tánh đồn ta tới chỉ thì chỉ chỗ này chỗ kia, mình thấy có hợp lý thì mình tìm, còn không hợp lý là do gia đình quyết định, đúng không anh? Dạ thì Ừ. giờ thì gia đình cũng không có đi tìm kiếm nữa, mà chỉ có bên Thiên Nguyên đi Người tìm ta kiếm làm rồi. thì Dạ thôi, đúng bây rồi. giờ anh nói cho gia đình của bé Ngọc, bây giờ là chủ điểm và chủ sự việc là của gia đình bé Ngọc. Thì nói mấy chỗ em nói hồi nãy giờ đó, tiếp nhận cũng được, không tiếp nhận cũng được. Đây là phước phần của chúng sanh và gia đình của bé Ngọc, và bá tánh đã hỗ trợ như vậy đó. Thì anh chuyển đến giùm cho em một tí với gia đình bé Ngọc là như vậy. Rồi bây giờ là về về cúng nè, về cúng cho bé nè. Thì bây giờ về đó thì nói anh chuyển giùm em tới cho, bây giờ anh về anh chuyển liền giùm em tí đi nha, hy vọng còn một ngày mai nữa nha. Thì không có cúng mặn mà là phải cúng chay. Thì giúp giùm em một tí là một nải chuối, bình nải chuối xiêm bình thường á, để cho em hỏi để coi thử chuối chín hay là chuối sống đây, để hỏi thử thì cho chuối chín đi nha, đừng có chín bình chín thời chín gì vừa mẫu người thích ăn vậy đó. Thì một cây nhang thôi chứ không được nhiều nhang anh nha, một cây nhang và một nải chuối và một nửa chén cơm và một ly nước lọc và một chút xíu muối thôi chứ không có muối nhiều nha anh nha. Ừ, như vậy thôi, vào một dĩa trái cây đó. Thì cúng giái không phải là giái cho bé Ngọc hiện thân hiện hồn hiện xác, mà giái với trời cao kia để cho hiện nổi xác lên, vì trời cao mới có thẩm quyền chứ không phải là bé Ngọc có thẩm quyền nha. Ừ, là như vậy. Thì cúng giái thì gia đình tín ngưỡng đạo nào thì giái đạo đó, thì cái chăm ngon đầu tiên là giái với trời cao kia và cái sông, cái thần Hà Bá trấn giữ cái sân đó, hy vọng cho nổi cho xác cháu về hiện nổi lên để gia đình đem về. Thì không được nữa thì thôi thì ngưng, nói với gia đình bé Ngọc đừng để cho bá tánh tìm nữa vì cái nước sông rất là bẩn nha nha. Ừ, và em cũng đã hỏi có cái gì chia sẻ trên mạng và em cũng theo dõi từng giây từng phút của bé Ngọc, nhưng bé Ngọc đã liệt ban vào linh hồn của người cõi lành thì cũng đã là cái vui của gia đình rồi. Còn cái xác kia tìm được để lo hậu sự cũng được, mà không tìm cũng được, nó ở dưới sông thì cũng là do của trời cao có sự sắp đặt riêng nha nha. Nhiêu ngày rồi anh, tổng cộng là bao nhiêu ngày rồi em, cháu mất là bao nhiêu ngày rồi? Vậy thì bây giờ em nói anh nghe nè, bây giờ em nói anh nghe ha. Thì anh cho em biết là cái đầu đuôi câu chuyện, cái nếu mà anh có một có chút làm phước thì anh cho em biết cái đầu đuôi câu chuyện, nhà bé thì có bao nhiêu đứa con? Nhà bé là hiện tại bây giờ là bốn đứa, bé Ngọc là bốn. Bao nhiêu trai bao nhiêu gái vậy anh? Ừ. Hai trai hai gái. Rồi, bữa qua em có gọi cho anh, em nói là anh đừng có tiết lộ cái số mà em gọi cho anh đó, nhớ không? Ừ, thì là thì nhà nhà cháu bây giờ là sinh sống bằng cái nghề gì anh?
Nói chung là giờ nhà bé là chủ yếu là cái như xin xin ăn. Ừ. Bây giờ anh làm ơn anh, nếu mà anh gặp được ba bé Ngọc, gia đình bé Ngọc, bây giờ cuộc gọi của em anh có thể ghi âm lại được không anh? Dạ được anh. Rồi anh ghi âm lại giùm em xí. Rồi anh nhờ anh chuyển tới gia đình của bé Ngọc một tí giùm em ha. Dạ. Rồi bây giờ là như vậy nè. Bây giờ cái bữa mà cháu mất á là bữa qua bữa anh kia em vội anh bận rộn quá em chỉ mới nói sơ thôi, thì cháu mất là sao, là nó té xuống dưới sông hả? Cháu mất là như thế này, ba chị em là đi xin. Đi xin thì mới ra nơi chỗ cái bến để chơi giỡn, thì hai đứa em thì kiểu là thấy cái miếng xốp nó trôi gần nơi chỗ cái bến đó, là nghĩ nó nghĩ đâu là coi như cái đó là nhảy lên được kia, thì hai đứa em nó nhảy lên. Nhảy lên thì coi như nó chìm xuống. Chìm xuống thì coi như bé Ngọc thấy như vậy á thì bắt đầu với nhảy ra. Nhảy ra để cứu, cứu thì coi như ba chị em là đi chìm. Chìm thì người dân người ta thấy thì người ta vớt được hai bé, còn một bé thì coi như chìm luôn đến bây giờ luôn anh. Rồi bé mất bé chìm vậy rồi ba mẹ tới báo có trình báo cho chính quyền không? Dạ có chứ. Rồi chính quyền có hỗ trợ gì không? Dạ, chính quyền cũng hỗ trợ tìm kiếm, là đưa đội cứu hộ đồ tìm kiếm. Rồi trong trong có lúc mà em không em ở thành phố Hồ Chí Minh, cái sông đó nó có rộng dài không vậy anh? Nói chung là cũng rộng đó, sông nó rộng về sông cửa biển mà. Thì trong cái lúc mà mất cái chỗ khu vực đó mất á, thì là bữa qua nói với em mà nước không, nước chảy bình thường, trời không có gió đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thì trong cái chỗ mà cháu mà rớt xuống mất á, thì anh thấy là có trong trong thời khoảng giờ đó thì thuyền bến đồ cái chỗ đó người ta đi qua đi lại có nhiều không? Thì nghe nói là có chiếc vỏ đi thôi, chứ cũng không có đi nhiều lắm đâu. Về nơi đó là không, cũng ấy, ấy ấy em nói là khu mà bé rớt xuống, bé rớt chứ bé té dưới sông, thì khu vực đó thì trong thời điểm đó thì trong cái thời điểm đó thì thuyền xong trong mấy tiếng đồng hồ đó thì ghe thuyền đồ của người ta có chạy qua chạy lại nhiều không? Nói chung cũng ít thôi chứ cũng không có nhiều đâu. Vậy thôi em biết rồi. Thì bây giờ em nói như vậy nè, tất cả mọi thứ em đã nắm tình hình hết rồi. Anh ghi âm hay cuộc gọi của em, anh chuyển được, anh cũng làm cái phước đi nha. Dạ. Anh chuyển lại cho bé gia đình bé Ngọc một tí. Thì trong vòng một, bây giờ em nói trong cái thế giới cuộc cuộc sống của mình hiện tại đây ha. Thì hiện tại và hữu hình và hiện tại. Thì hiện tại bây giờ là cháu đã test 2 ngày rồi mình chưa tìm được đúng không? Dạ thì đúng rồi. Thì ở trong đạo Pháp, và em cũng có duyên với bé Ngọc này nè, ở trong đạo Pháp thì sẽ còn một ngày nữa. Thì thường con người đã, thì anh đã nói con đứa bé Ngọc nó chỉ có mười mấy ký, còn chưa tới 20 ký mà con người người ta mập hơn, bự hơn chết, thì trong vòng 4-5 ngày thì đã nổi xác lên rồi đúng không? Dạ. Thì cháu có mười mấy ký thì dĩ nhiên là cháu phải, mà cái sông đó là nước rất là dơ bẩn thì càng nổi lên nhanh hơn, làm cái xác nó sẽ nổi nhanh hơn, chứ nước sông sạch thì nó còn ít, nó sẽ lâu hơn, nhưng mà nước sông nó bẩn thì nó làm nhiễm đồ thì cái xác nó mau nổi lên đúng không? Đó là cái nguyên hiện tại, nó là cái khoa học nó là như vậy đúng chưa? Rồi trong cái thời gian mà cháu mất xuống thì thiền cũng có qua có lại, thì em chỉ nghi sợ là như vậy. Trong cái lúc đó thì cái xác của cái bé rớt xuống dưới sông thì có sợ có lúc nhiều lúc cái lực nước của thiền chạy qua chạy lại sẽ đưa bé đi tùm lum tùm la hết rồi. Em nói anh có đúng không? Có đúng không? Đúng. Đó là nguyên nhân là như vậy. Thì trong thời điểm mà cháu mất á, gió không có nhiều, gió nhiều sẽ đưa cái đường nước đi thì nó đẩy sẽ nhiều hơn, lực đưa cháu đi xa nhiều hơn, và có thể là nước chảy xiết thì còn đưa cháu đi xa còn nhiều hơn nữa. Đó là về mặt hữu hình và hiện tại khoa học mình đang sống nó là như vậy. Đúng không? Là mình suy đoán nó là hiện thực là như vậy đó. Thì bây giờ đã là hôm nay về, đó là về hiện tại và hữu hình nó là như vậy đúng không? Em phân tích rất là rõ ràng đúng chưa? Rồi bây giờ là vô hình đây, vì vô hình mà
thì con người chết á, thì 5 6 ngày thì cũng đã nổi lên, nước bẩn thì càng nổi sớm hơn. Thì bây giờ cái xác của cháu không tìm được, thì bây giờ mọi người cũng thiện nguyện toàn tâm toàn lực đã tìm của cháu để đưa về xác cháu về, nhưng không có được, cũng là 12 ngày rồi đúng không? Ừ, thì mình đã làm hết bằng các khả năng tôn kính với cái người mất và với trời cao, mình cũng đã làm hết sức mình rồi đúng không? Ừ, thì em dự đoán trong còn 1 ngày nữa, nếu trời cao kia cho xác của bé nổi lên thì ngày mai sẽ nổi, còn không thì thôi mình đừng tìm nữa. Thứ nhất nước rất là dơ bẩn, mọi người chúng sanh lội xuống nó tìm đó thì cũng khổ cho chúng sanh. Nếu trời cao đã cho xác của cháu nổi lên thì cũng đã nổi lên rồi. Ừ, em nói có đúng không anh? Đúng anh. Mà hoàn toàn chính xác hữu hình hiện tại và hiện hữu ngay bây giờ và vô hình. Và ai cũng có duyên với cháu, ai cũng ráng cầu nguyện hộ pháp và cầu bề trên ở trên trời cao kia cho xác cháu về cho theo nguyện vọng của để mà chôn cất cháu cho đàng hoàng, theo nghi thức đàng hoàng của một con người, của một chúng sanh. Em nói hồi nãy giờ anh thấy là chí tình chí nghĩa chân thiện mỹ đúng không? Ừ, đó là như vậy. Thì bây giờ nếu mà kẹt xác thì kẹt có gì dính với gì đó thì trời cao độ độ pháp và có duyên thì xác đã nổi lên rồi. Thì em theo cho em biết thì trong trong luật đạo pháp thì sẽ còn 1 ngày mai nữa, nếu mà tìm được mà cháu nổi lên, không nổi thì thôi thì đừng, mọi người đừng có tìm kiếm nữa, không có được cái gì hết. Và nước bẩn rất là bẩn làm cho chúng sanh rất là cực khổ, thì cái này nghiệp lực thì nó cũng cũng không có tốt về cái em bé kia mà khi đã mất đúng không? Về tâm linh, về tâm linh là như vậy. Anh chuyển lời giùm em đến cho gia đình của bé Ngọc là như vậy. Anh cũng có duyên với bé, thì đây là cũng có một cái duyên cơ để có số của anh mà em cầu mong trời cao để cho em liên lạc được. Thì đây là cũng thì trời cao kia để cho em được được để gặp được cái số này để em gọi đến, anh chuyển đến với anh chia sẻ giùm tới gia đình bé Ngọc là như vậy. Thì còn một đáng lẽ là bữa đó anh nói là phải ngưng đi, nhưng mà trong đạo pháp anh cũng phải cố gắng nỗ lực để hỗ trợ trong còn 1 ngày nữa, ngày mai nữa. Nếu trời cao kia cho xác cháu nổi lên, tìm được chỉ điểm, tìm được thì tìm, còn tìm không được nữa thì ngưng đi, đừng có tìm nữa. Trời cao kia không muốn nổi lên thì cách tìm có một bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày thì cũng không bao giờ tìm được, đúng không? Đó là về tâm linh và hữu hình hiện tại hiện hữu. Anh đã phân tích hồi nãy rõ ràng tất cả trên sông nước nổi này kia, anh đã rất là rõ ràng rồi đúng chưa? Đó là về hiện khoa học, là con người là như vậy. Bây giờ mình về mong nhờ về vô hình thì tâm linh thì trời cao chưa thấy hết chứ làm sao mà không thấy được anh. Cái xác cháu bây giờ ở phương trời này, trời cao kia, người ta cái thần hà bá, người ta canh giữ sông biển, người ta phải biết hết chứ, làm sao mà không biết được đúng không? Ừ, thì em có những lời khuyên như vậy. Thì bây giờ gia đình cháu đang sinh ăn và 4 người con như vậy, thì bây giờ hiện tại và hữu hình và hiện hữu, hiện tại thì sẽ có hiện tại xử lý, hiện hữu thì sẽ có hiện hữu xử lý cái sự sống của chúng sanh, và đó là hữu hình thì sẽ có hữu hình hỗ trợ cho chúng sanh, khi nghiệp lực họ đủ duyên thì sẽ có người khác giúp đỡ. Vì đời sống thường nhật, đời thường cuộc sống của người của chúng sanh của gia đình của bé Ngọc nha anh nha, là anh tin lời nói của anh nãy giờ anh thấy có vấn đề gì bất ổn không? Thì nói chung là như anh nói như vậy là coi như vừa khoa học mà vừa ấy thì nó cũng Đúng là hợp chính lý, xác nhưng đúng mà không, chân đúng không? nhưng mà trong ngày hôm nay á thì cũng là cái ngày mà tìm kiếm cuối cùng. Thì cái cuối cùng cũng được, mọi người không tìm cũng được, thì hôm nay mọi người mệt rồi thì về nghỉ cũng được. Thì trong vòng một còn 1 ngày mai nữa thì thấy trong đọc pháp mắt bảo cho em là vậy, trong vòng còn 1 ngày 3 13 ngày thì trong 1 ngày ngày mai nữa đó, nếu như trời cao kia và có thần hồn thần hà bá sông ở dưới đó, nếu mà có thương xót thì sẽ cho cháu trở cái xác đó lo về và trả đúng ngay chỗ mà cháu mất cho gia đình đem về và khu vực ngay đó để cho người dân thấy, để cho gia đình để đem cháu về lo hậu sự, mà không cho nữa thì thôi thì mình cũng ngưng. Về 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 cái tâm linh thì mình về mình cứ lập bàn thờ cúng bình thường để mà cho xong cái việc về tâm linh, còn xác cháu nổi lên chôn cũng được,
không nổi lên cũng được, về về trước sau gì mình cũng phải chôn thôi, đúng không? Thì cảnh sát khi cho đi cũng được, nổi lên cũng được, đó là về cái mặt tâm linh và trong cái đạo pháp của trời cao kia đó. Thì trời trời cao kia thương xót thì cho nổi lên theo tọa nguyện của gia đình, còn không nổi thì trời cao kia có sự sắp đặt cái riêng của trời cao là vậy. Đó là chuyển đến gia đình như vậy. Còn hiện tại cuộc sống của gia đình của Bé Ngọc khó khăn, hiện tại thì sẽ có hiện tại hỗ trợ và giải quyết, và hữu hình thì có sẽ có hữu hình hỗ trợ giải quyết cho chúng sanh, và hiện hữu thì có hiện hữu hỗ trợ giúp đỡ khi gia đình của Bé Ngọc đủ duyên và đủ phước phần nha nha. Cuộc sống là như vậy đó. Còn thì hôm nay cứ thì đáng lẽ là ngưng luôn đi, trong bữa hôm qua hôm nay em gọi cho anh là muốn mọi người ngưng luôn đi vì nước rất là bẩn, trời cao kia sẽ có sự sắp đặt nổi lên thì cũng đã nổi lên rồi và cho cháu đem về rồi, nhưng mà vì em cũng cố gắng trọn vẹn cho đẹp lòng trời cao kia chúng ta mong muốn đem cháu về thì cứ tìm là hết mình, thì trong vòng một ngày mai nữa nổi lên được nữa thì nổi, thì đừng có tìm kiếm nữa, rất là khổ sở cực cho chúng sanh và bá tánh nha nha. Và em cũng đã hỗ lực hỗ trợ, em có duyên gia đình của Bé Ngọc này thì toàn tâm toàn lực em sẽ làm cái gì được thì em làm với chúng sanh và bá tánh nha nha. Đó là những lời em nói. Còn mà tìm kiếm chỗ này chỗ kia thì mọi người chỉ chỗ này chỗ kia thì mọi người cũng muốn trọn vẹn hết tâm của mình để mà nỗ lực chỉ cho đem tìm kiếm được, thì tìm kiếm không được thì thôi, tại vì nghiệp lực duyên cơ mọi người chưa đến, đúng không? Em không có buồn phiền mọi người này chỉ kia tìm chỗ này chỗ nọ, thì đây là cái trách nhiệm của chúng sanh yêu thương nhau, họ nỗ lực tìm kiếm thì thôi, tìm được thì được, không được thì thôi, em không buồn phiền những người này chỉ chỗ này chỗ kia, đó là anh chỉ có tình cái nghĩa, anh hiểu không? Còn mở cái cống kia đào, anh nghe người ta nói đào có cống là chính quyền mời lên hả? Dạ đúng rồi, chính quyền mời lên nói gì? Thì coi như bảo sao mà nghi ngờ là bé nó ở trong đó được á. Vì bé là ngoài sông lớn mà cái cống nó thì coi như nước chảy ra thì làm sao mà bé ở nơi chỗ cái cống nó được. Cái chuyện mà chảy ra, chảy vào, chảy ngược, chảy ngược sông, ngược suối, ngược nguồn nước, nguồn gió thì bầu trời, âm trời kia vô hình thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết á. Khi mà trời cao kia muốn biết, muốn cái nghiệp lực hay là như thế nào, có duyên cơ, cái xác của người kia, thì cái điều đó không thể nào mà không biết được, không mình không nói được, cái chuyện gì cũng có thể ra trên hữu hình và hiện tại hết. Thì thôi, đây thì có duyên cơ, tìm được, em không có thách mắng, không có buồn phiền gì hết, một người cũng muốn về nhờ vào cái tâm của mình, cái vô hình của mình, cái mình biết được cái gì của chúng sanh thì hết sức mình, mà có làm khó dễ gì bà con ở đó không? Dạ thì nói chung là cũng không có làm khó dễ gì cả. Vậy thì đất nước mới bình yên được, chúng ta ma quỷ nó hoành hành, nó hiện hình, nó quậy dịch bệnh thiên tai triền miên, đúng không? Thì vậy thì cũng được rồi. Thì em mong muốn trên đời cõi đời này tất cả mọi thứ được bình yên. Chúng em thấy có nhiều cái cuộc tìm kiếm, người này chỉ, người kia chỉ, chỗ tùm lum tùm la, nhưng em cũng có duyên nhìn thì tùm lum thì thôi. Cái này là cái tâm của mọi người muốn kiếm được cái xác kia để trở về cho gia đình, thì đây là cái tâm của chúng sanh và bá tánh, tìm được thì tìm, không tìm được thì thôi, chứ không có buồn phiền gì hết, đúng không? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từng giây từng phút đó kia cơ. Đó là vậy đó. Thì thôi em nói nha, nãy giờ em thấy chí tình, chí lý, tất cả mọi thứ nó đi vào hợp tình và chân thiện mỹ, hữu hình, vô hình, hiện hữu, hiện tại, vô hình, tâm linh, tất cả về nãy giờ em nói là hầu như thấy có sai không? Dạ. Thì thôi ráng cho hôm nay em cũng toàn tâm toàn lực cầu nguyện cái trời cao kia và cái sông, cái thần giữ sông kia hỗ trợ giúp đỡ được duyên lên cho ba cháu trở về theo nguyện vọng của gia đình thì được, còn không thì mọi ngày mai nữa thì thôi ngưng đi, đừng có tìm nữa, đó là tùy chúng sanh và tùy gia đình của bé Ngọc. Đó là lời em chia sẻ chân tình của em khi em đã tọa thiền trong đạo pháp nha anh nha. Dạ vâng. Trời cao kia đã thấy hết thì em nói như vậy, thì cho em gửi lời chúc sức khỏe cho gia đình của bé Ngọc, mà em cũng cảm ơn anh chia sẻ và hỗ trợ chuyển tới cái lời của em đến gia đình của bé Ngọc. Em sẽ cầu nguyện cho anh có sức khỏe và quỷ dư sẽ không quấy phá nha nha. Dạ vâng, cảm ơn anh.